Cách trồng cây kiwi bằng hạt trong chậu. Chuẩn bị: một quả kiwi, một cốc nhỏ, khăn giấy, dĩa và hộp nhựa, chậu. Đất có pha thêm chút than bùn, đá vụn, phân bón hữu cơ. Nạo hết thịt kiwi cho vào bát nước và dùng tay vò nhẹ để tuột kiwi tách hạt. Cẩn thận đổ phần tuột kiwi qua rây để bỏ bớt ruột xanh lấy hạt. Ngâm hạt vào trong cốc nước ấm và để ở những chỗ có nhiệt độ ấm như bệ cửa sổ. Thay nước mỗi ngày trong suốt một tuần để hạt kiwi mau nảy mầm. Sau khi hạt nảy mầm, đặt hạt kiwi vào khăn giấy thấm đẫm nước, rồi úp hộp nhựa trung lên và để ở góc có nắng. Nên được vài lỗ trên hộp nhựa để không khí lưu thông. Đem hạt giống gieo xuống đất, làm ẩm đất trong chậu và trồng từng hạt xuống với độ sâu khoảng 0,7-1cm. Một chậu nhỏ chỉ nên trồng 2-3 cây với khoảng cách xa nhau để đảm bảo đủ không gian phát triển sau này cho cây. Khi cây lớn nên làm giàn để cây bò lên và chỉ cần làm giàn cao 1m8-2m để dễ chăm sóc và tiện thu hoạch. Thực hiện bởi đội ngũ MVN mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.